Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Trong một thời gian ngắn, cơn mưa xối xả đổ xuống thành phố Hồ Nam, Quảng Đông, Quý Châu, Giang Tây và các tỉnh phía Nam khác cũng lần lượt có mưa lớn, đường phố ngập trong nước. Các con đường chính bị ngập sâu không thể lưu thông và các thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Tại sao lại có lượng mưa lớn như vậy ở miền Nam Trung Quốc? Phải chăng điều này đồng nghĩa với việc Nam Bộ đã bắt đầu bước vào mùa lũ và mưa sẽ kéo dài bao lâu? Trong suy nghĩ của mọi người, đầu mùa hè ở phía Nam sông Dương Tử luôn kèm theo những cơn mưa phùn không ngớt. Tuy nhiên, những cơn mưa năm nay đến sớm hơn và dữ dội hơn. Kể từ hôm Chủ nhật, mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh đã xảy ra ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và phần phía đông của Tây Nam Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra một cảnh báo mưa bão màu xanh vào ngày thứ Tư, dự kiến từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Năm. Ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Nam Hồ Nam, miền Nam và miền Đông sẽ có mưa to. Giang Tây, Nam Chiết Giang, Nam Quý Châu và Đông Nam Vân Nam có mưa to đến mưa rất to. Trong số đó, có mưa lớn ở một số khu vực miền Trung và Nam Quảng Tây, miền Trung và miền Bắc Quảng Đông, miền Nam Hồ Nam, miền Nam Giang Tây, miền Trung và miền Nam Phúc Kiến, và mưa lớn ở một số khu vực khác. Các địa phương trên có kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày, gió giật mạnh hoặc mưa đá, không khí lạnh từ phía Bắc đi xuống phía Nam và gặp không khí ấm và ẩm từ phía Tây Nam ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, làm tăng cường sự chuyển động đi lên của luồng không khí ở những khu vực này. Do hàm lượng hơi nước ở giữa và các tầng thấp hơn của những khu vực này rất phong phú, trong quá trình chuyển động của không khí đi lên, hơi nước sẽ ngưng tụ thành mây mưa, sau đó tạo thành mưa lớn. Sun Jun, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương giải thích, từ đầu năm đến nay, hầu hết các vùng của Trung Quốc đại lục nhiệt độ dao động rất lớn, lượng mưa phân bố không đều, tác động của thiên tai khí tượng rất lớn và rất nghiêm trọng. Trong số đó, lượng mưa ở Giang Hoài và Giang Nam cao bất thường, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác trải qua lũ sớm hiếm gặp vào đầu tháng trước. Từ cuối tháng trước đến tháng này, các sông Tương Giang, Lệ Giang và Cẩm Giang trải qua mực nước siêu cảnh báo và lũ lụt xảy ra ở một số khu vực. Theo các báo cáo, hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt xảy ra trên diện rộng, cường độ mưa ở một số khu vực tương đối cao. Về khí hậu, mùa lũ ở Trung Quốc chủ yếu từ tháng này đến tháng 9. Hiện nay Nam Trung Quốc đã bước vào mùa lũ sớm và mùa lũ chính ở Trung Quốc vẫn chưa thực sự đến, Sun Jun nói. Dự báo về xu thế khí hậu mùa lũ của Cục Khí tượng Trung Quốc cho thấy, nhiệt độ và lượng mưa trên cả nước năm nay diễn biến bất thường rõ rệt so với mọi năm. Tình hình thiên tai khí tượng và các thiên tai thứ cấp và khả năng xảy ra các hiện tượng khí tượng cực đoan còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Trong vài ngày tới, Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác vẫn có mưa. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo trong 3 ngày tới cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng ở miền Trung và miền Đông, khu vực Tây Nam, Giang Nam và miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục nhiều mây và có mưa. Trong đó có Đông Nam Tây Tạng, Tây Bắc Tứ Xuyên, Nam Quý Châu, Nam Hồ Nam và trung tâm Giang Tây có mưa to hoặc mưa rất to. Ở Nam Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Đông Nam Vân Nam và một số khu vực có mưa to và cũng sẽ xuất hiện thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày, gió giật mạnh hoặc mưa đá ở một số khu vực. Gần đây, do lượng mưa lớn ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Quý Châu và những nơi khác mực nước của các sông, hồ chứa nước dâng cao nhanh chóng, lũ lụt có thể xảy ra ở một số khu vực, cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, cần chú ý phòng tránh các thiên tai như sạt lở núi, sạt lở đất, sạt lở đá, sụt lún, ngập lụt có thể xảy ra. Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng chỉ ra rằng cuối xuân đầu hè là thời kỳ dễ xảy ra các thiên tai đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh, mưa đá. Tất cả các vùng đặc biệt cần tăng cường công tác phòng chống thiên tai và phổ biến khoa học phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai nhằm giảm thương vong và thiệt hại về tài sản. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua đã nâng mức cảnh báo về tình trạng mưa dông lên mức thứ 2 màu cam trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của nước này. Trong bối cảnh những trận mưa to được dự báo sẽ xuất hiện trên diện rộng, hệ thống cảnh báo thời tiết có mức cao nhất là màu đỏ, tiếp đến là màu cam, vàng và xanh. Theo trung tâm trên, từ đêm qua đến đêm nay tại các tỉnh như Hồ Bắc, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây và Chiết Giang sẽ có dông và mưa to. Trong đó một số khu vực ở Hồ Bắc, Giang Tây và An Huy sẽ có lượng mưa trong ngày lên tới 280mm và một số trong những khu vực này sẽ có lượng mưa theo giờ lên tới 100mm kèm theo dông và gió mạnh. Để tránh ảnh hưởng do mưa dông, trung tâm này đã khuyến nghị chính quyền các địa phương duy trì cảnh giác trước các hiện tượng như lũ lụt, lở đất và lở bùn và ngừng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm. Kể từ tháng vừa qua, những cơn mưa to đã liên tục xảy ra tại những khu vực rộng lớn ở phía Nam Trung Quốc và tại những vùng bị ảnh hưởng, mực nước tại nhiều con sông đã vượt quá mức báo động. Trước tình hình này, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi dốc toàn lực để phòng chống lũ lụt và đã cử các nhân viên tới những khu vực trên để hỗ trợ các địa phương thực hiện công việc cứu trợ,
cứu nạn. Hôm nay tại tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc đã ra cảnh báo lũ lụt cao nhất. Dự báo nước Hồ Bà Dương sẽ tràn bờ trong bối cảnh mưa lớn đang hoành hành tại nhiều vùng trên cả nước. Theo Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ từ mức 1 lên mức 2, cũng là mức cao nhất, khi có nguy cơ xảy ra thảm họa như vỡ đập, lũ lụt nghiêm trọng liên tiếp tại nhiều sông. Giới chức tỉnh Giang Tây dự báo lũ lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra tại Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc kết nối với sông Dương Tử. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mực nước Hồ Bà Dương hiện là 2,8m và đang dâng nhanh chưa từng thấy, vượt quá mức cảnh báo. Chính quyền huyện Giang Châu, một hòn đảo biệt lập trên sông Dương Tử, đã kêu gọi người dân trong độ tuổi từ 18 đến 60 trở về hỗ trợ chống lũ do thiếu nhân lực để củng cố đê và đập. Trong bối cảnh mưa lớn đang tiếp tục trút xuống nhiều vùng rộng lớn của Trung Quốc, một số thành phố dọc sông Dương Tử đã ban bố cảnh báo lũ cao nhất do mưa lớn có thể gây lở đất và ngập lụt đường xá và khu đất canh tác nông nghiệp, với nhiều con sông có nguy cơ vỡ bờ. Đài Thiên văn Quốc gia Trung Quốc hôm nay đã tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng đối với mưa dông, dự báo mưa lớn trong cuối tuần tại các tỉnh thành như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Hồ Nam. Trong khi đó, giới chức tỉnh Giang Tô đã ra cảnh báo lũ màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp, với nguy cơ nước sông tràn mạnh và kéo dài. Thưa quý vị, tại thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ gây ra đã lên tới 35,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,06 tỷ đô la. Hiện đã có ít nhất 65 người chết và tỉnh Quảng Đông vẫn đang đếm số người thương vong. Tờ Thời báo Hàn Cầu đưa tin tính đến ngày thứ hai tuần qua, mưa lớn và ngập lụt ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 45 người chết và 495.000 người phải sơ tán tạm thời. Trong đó, riêng ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, ít nhất 41 người đã chết. Mưa lũ đã gây hư hại cho hơn 34.119 ha hoa màu tại thành phố này, gây ra tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 35,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,06 tỷ đô la theo đài CGTN. Theo hãng tin AFP, số người chết do mưa lũ ở Quảng Đông có thể sẽ tăng thêm. Các quan chức tỉnh Quảng Đông nói với phóng viên rằng, tỉnh này vẫn đang đếm số người thương vong. Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đã triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ công tác liên lạc khẩn cấp và đánh giá thiệt hại ở những khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng. Trung Quốc cũng đã triển khai 10.000 binh sĩ, cảnh sát vũ trang và dân quân tới hỗ trợ tỉnh Quảng Đông. Họ đang chạy đua với thời gian để đưa người dân ra khỏi các khu vực bị ngập lụt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng triển khai nhóm lính cứu hỏa thứ hai từ 5 tỉnh tới tham gia công tác cứu hộ. Quảng Châu, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất do mưa lũ ở Quảng Đông, đang tăng tốc đưa cuộc sống trở lại bình thường khi nước lũ ở một số nơi bắt đầu rút xuống. Ngày hôm nay, lính cứu hỏa tiếp tục hút nước bùn ra khỏi các đường hầm. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ vào Trung Quốc và tiếp tục gây mưa lớn trong nhiều khu vực của tỉnh Quảng Đông trong những ngày tới. Cụ thể, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão số 4 sẽ đổ bộ vào Chiết Giang, tỉnh ven biển phía đông Trung Quốc cuối tuần này, có thể mang tới lượng mưa lên đến 350mm ở một số khu vực phía đông Trung Quốc trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục tàn phá Trân Châu. Từ 20 giờ ngày thứ 3 đến 12 giờ ngày thứ 5 tuần này, thành phố Trân Châu trải qua những trận mưa to đến rất to và mưa to cục bộ. Lượng mưa lớn nhất đạt 275,8mm. Tính đến 14 giờ ngày hôm qua, có tổng cộng 26 điểm địa chất ở thành phố Trân Châu bị sạt lở rất nghiêm trọng. Tổng số 889 hộ gia đình với 3.341 người đã được di chuyển tới khu vực an toàn và tái định cư. Trong đó, quận Bình Hà đã chuyển 374 hộ gia đình với 1.496 người, là quận có số người bị ảnh hưởng nhiều nhất thành phố. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt cho biết kể từ giữa tháng này, Trân Châu đã hứng chịu 2 trận mưa lớn. Từ ngày giữa tháng đến nay là 11 ngày, có tổng cộng 131.400 người tại 75 thị trấn thuộc 10 quận, huyện trong thành phố bị ảnh hưởng. 53 căn nhà bị sập nhưng không xảy ra thương vong, thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 137 triệu nhân dân tệ. Bắt đầu từ 11 giờ trưa hôm qua, trên nhiều tuyến đường bị ngập nước, trong đó có đường Ưng Bân ở khu đô thị, khi các phương tiện qua lại nước ngập cao hơn bánh xe. Tại huyện Bình Hà, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lớn, một số đoạn đường Ưng Tài ở thị trấn Tiểu Khê nước ngập sâu 60cm vào sáng hôm qua. Lượng mưa liên tục chảy xuống các khe nứt của núi đã xảy ra sạt lở đất, sạt lở núi. Vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, nhân viên của một trạm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng ở thị trấn Quốc Khánh, quận Văn Long trong quá trình kiểm tra đã phát hiện ra một vết nứt trên ngọn núi phía sau trạm chứa. Theo đo đạc, vết nứt dài 250m, rộng 10-15cm và sâu 1,5m. Vết nứt cách tường kho xăng khoảng 35m. Một khi sạt lở đất xảy ra sẽ đe dọa trực tiếp đến nguồn cung cấp bình của kho chứa khí hóa lỏng. Trạm dự trữ khí hóa lỏng là một trong 4 trạm cung cấp khí chính cung cấp cho Tương Thành và Long Văn. Sáng qua, Lưu Văn Biêu, Phó thị trưởng thành phố Trân Châu đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Hiện tại các rãnh thoát nước tại các vết nứt đã được lắp đặt. Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trân Châu lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Trân Châu lại phát tín hiệu cảnh
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Vị Subic ở Philippines từng là nơi đặt căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ ở châu Á, nhưng bất đồng về chi phí thuê đất sau cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô đã dẫn đến việc lực lượng Mỹ rút khỏi vào năm 1992. Tuy vậy, cuối tháng trước xuất hiện thông tin Vịnh Subic được cân nhắc như địa điểm mới thực thi thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường EDCA cho phép Mỹ xây dựng và vận hành cơ sở vật chất bên trong các căn cứ quân sự Philippines, luân chuyển binh lính để đồn trú dài hạn. Mỹ, Philippines ký kết EDCA năm 2014, thỏa thuận được khép lại dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte do ông muốn thúc đẩy quan hệ thân thiết hơn với Trung Quốc. Nay thỏa thuận hồi sinh khi chính trị gia Ferdinand Marcos kế nhiệm. Bộ Quốc phòng Philippines tháng trước thông báo đang làm việc với Mỹ để đẩy nhanh loạt dự án EDCA tại các địa điểm hiện tại, đồng thời cân nhắc một số địa điểm mới. Các địa điểm thực thi EDCA hiện tại gồm căn cứ không quân Quezabasa cách vịnh Subic khoảng 55 km, căn cứ Ramon Magsaysay ở trung tâm Luzon, trạm cơ sở sân bay Lubia trên đảo Mindanao. Tham mưu trưởng quân đội Philippines Bartolome Vicente Barasco giữa tháng 1 cho biết Mỹ đã đề xuất thêm căn cứ và EDCA theo thông tin đồn đoán thì trong đó có vịnh Subic. Nhà phân tích an ninh Colin Cole, Học viện Quan hệ Quốc tế Rajasthan nhận định địa điểm bổ sung có thể được xác nhận vào tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau. Philippines đẩy nhanh quá trình phê duyệt do nhận thức về mối đe dọa trên Biển Đông tăng cao, chẳng hạn như vụ việc tuần duyên Trung Quốc ngang nhiên giành mảnh vỡ tên lửa mà Hải quân Philippines vớt được xảy ra vào giữa tháng trước. Tuy nhiên, Tổng thống Marcos sẽ không xác nhận địa điểm bổ sung trước chuyến thăm Bắc Kinh tháng tới. Để tránh làm mất lòng Trung Quốc, viễn cảnh lực lượng Mỹ quay lại vịnh Subic chắc chắn khiến Trung Quốc lo lắng vì hiện diện quân sự tại đó cho phép Mỹ tăng cường giám sát mọi tuyến đường thủy quan trọng xung quanh, đặc biệt là eo biển Pacific nằm ở giữa Philippines và Đài Loan, cũng như tham gia nhiều cuộc tập trận tại khu vực hơn. Học giả Arias Aguay, Viện Nghiên cứu ISEAS Yosop Isaac nhận định, với quy mô và vị trí địa lý thuận lợi của vịnh Subic, việc lực lượng Mỹ quay lại hoàn toàn hợp lý. Theo Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI Jokori Poling, động thái mở rộng EDCA phản ánh mức độ khiêu khích liên tục của Trung Quốc khiến Philippines quyết định tìm kiếm hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Mỹ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang diễn ra ngày càng gay gắt, và toàn diện, Trung Quốc lại tiếp tục có những động thái trên Biển Đông, gây quan ngại cho các nước trong khu vực. Chuyên gia Gregory Poling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tại Washington, Mỹ vừa qua đã nhận định Trung Quốc đang mở rộng lãnh hải trái phép trên Biển Đông và cố ý thay đổi cách hiểu về lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp của Bắc Kinh đối với vùng biển này. Mới đây, tại buổi thảo luận của CSIS về cuốn sách mới có tựa đề Trên vùng nguy hiểm thế kỷ của Mỹ tại Biển Đông, chuyên gia Poling cho biết khả năng Trung Quốc sẵn sàng sử dụng biện pháp chèn ép thay vì các công cụ ngoại giao sẽ còn cao hơn. Theo Poling, cuốn sách trên tập trung vào cam kết của Mỹ về tự do hàng hải và mạng lưới các đồng minh ngày càng lớn của nước này trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Poling cho rằng việc hiểu rõ về lịch sử các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông cũng như vai trò của Mỹ trong các tuyên bố này là rất quan trọng. Để có thể nắm bắt tình hình hiện tại ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thời gian qua, Trung Quốc đã thúc đẩy quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông nhằm phục vụ chiến thuật vùng xám, tăng kiểm soát mà không cần dùng vũ lực. Đô đốc John Aquilino, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ nhận định, Trung Quốc đã hoàn tất quân sự hóa ít nhất 3 thực thể trên Biển Đông, gồm đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục tăng cường hiện diện thông qua tập trung quân sự và một số hoạt động khác trên thực địa. Riêng trong tháng 3 năm 2022, Trung Quốc đã tiến hành 3 cuộc tập trận tại Biển Đông sau hàng loạt động thái tăng cường sức mạnh không quân ở Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục thêm bước mới khi điều động chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình J-20 tới khu vực biển này. Giám đốc chương trình AMT, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ Gregory Poling nhấn mạnh, tất cả hành động này là hoàn toàn bất hợp pháp nếu xét theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Là thành viên của UNCLOS, nhưng Trung Quốc lại đưa ra các tuyên bố vi phạm quyền của tàu thuyền, máy bay và công dân Mỹ, đồng thời đe dọa làm suy yếu luật pháp hàng hải quốc tế.
Bắc Kinh đã khẳng định yêu sách chủ quyền bằng các chiến thuật vùng xám. Chiến thuật vùng xám là chiến thuật được Bắc Kinh áp dụng nhằm áp đặt những tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Chiến thuật vùng xám theo định nghĩa của chuyên gia Michael Green thuộc CSIS là những hành vi vượt quá khả năng răn đe hoặc đảm bảo thông thường nhằm đạt được các mục tiêu an ninh trong khi vẫn nằm dưới ngưỡng có thể gây phản ứng vũ trang. Ở Biển Đông, Trung Quốc đang sử dụng lực lượng dân quân biển, hạm đội đánh cá có vũ trang làm tác nhân vùng xám để khẳng định các yêu sách chủ quyền. Dylan Morris, một nhà phân tích chính sách cao cấp của công ty Drain Corporation ở Washington, Mỹ, chỉ rõ các hành động kiểu dùng xám thường xóa mờ ranh giới giữa khái niệm quân sự và phi quân sự. Thậm chí, một phần của chiến thuật này được Bắc Kinh sử dụng trong việc triển khai các tàu bảo vệ bờ biển, phi quân sự hay tàu dân quân để mở rộng đáng kể sự hiện diện của Trung Quốc tại Biển Đông. Kể từ năm 2012, Bắc Kinh bắt đầu tăng cường sự chiến thuật vùng xám ở Biển Đông. Sự leo thang này bao gồm việc chiếm đóng bãi cạn Scarborough từ Philippines năm 2012, mở rộng xây đảo nhân tạo trong giai đoạn 2014-2017, tăng cường sử dụng hải cảnh và Palm với Biển Đông. Colin Cole, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng ở Singapore, cho rằng các hành động vùng xám của Trung Quốc ở Biển Đông đã có tác động trực tiếp và gián tiếp đến ngành đánh cá trong khu vực. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh tuần duyên Mỹ sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuần duyên Mỹ sẵn sàng bắt tay với nhiều nước trong khu vực để đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đây được xem là một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc và chiến lược vùng xám mà Bắc Kinh đang sử dụng để thúc đẩy yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông. Chia sẻ tại hội thảo, giáo sư Leszek Buzinski từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Australia nhận định, thách thức trật tự quốc tế từ xung đột Ukraine đã tạo xung lực trên nhiều nơi. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc đang có sự mở rộng về địa chính trị, sức mạnh hải quân cũng gây ra những ảnh hưởng nhất định. Trước bối cảnh đó, những vấn đề tranh chấp trong khu vực, theo chuyên gia Australia, cần tìm đến những phân cách cân bằng địa chính trị trong lĩnh vực hàng hải, ví dụ những cơ chế như các đối thoại bộ tứ gồm Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc, AUKUS, Hiệp ước Australia, Anh, Mỹ, theo đó tìm đối trọng với ảnh hưởng từ Trung Quốc. Chuyện pháp lý cần đi kèm với địa chính trị làm nền móng. Nếu không, một cường quốc có thể quyết định đơn phương luật chơi, áp đặt các quốc gia khác trong hành xử thế nào, ông Leszek Buzinski khẳng định. Trong khi đó, chuyên gia Busutit, giám đốc điều hành Viện Campuchia vì Hợp tác và Hòa bình, nêu ra các điểm vẫn còn gây rào cản cho đàm phán COC, bao gồm phạm vi địa lý pháp lý và bộ quy tắc cũng như lòng tin giữa các bên đàm phán. Để COC có tính ràng buộc pháp lý, cần nhớ phải có một điều khoản mạnh hoặc cơ chế thực thi rõ ràng, thậm chí hình phạt cho bên không tuân thủ. Nếu không có được điều này, COC cũng không khác DOC tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông là mấy, chuyên gia này nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, cục diện thế giới đã diễn ra những thay đổi nhanh chóng và chưa từng có. Những thay đổi trong thực tế địa chính trị, vốn là điều không tưởng, đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới, trong đó có cả khu vực từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho biết chính sách của Việt Nam về Biển Đông là tôn trọng đầy đủ thiện chí thực thi các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác chiến lược dựa trên UNCLOS. Việt Nam coi trọng việc sử dụng bền vững và bảo tồn đại dương biển và các nguồn tài nguyên trên biển. Cộng đồng quốc tế cần phải có giải pháp sáng tạo để cải thiện tính minh bạch và thúc đẩy lòng tin chiến lược giữa các bên, cần có hành động cụ thể để duy trì ổn định chính trị, duy trì phục hồi kinh tế và cần có sáng kiến thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là vai trò trung tâm của ASEAN. Lựu súng phóng lựu M79 lên trên súng trường tấn công AK. Bạn nghe lạ tai hay quen tai nào? Nghe qua thì kiểu như ông bà ta ghép cây bưởi, cây chanh vậy đó nhỉ? Tuy nhiên, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, mà nếu đơn giản như thế thì đã không có video này. Bởi AK hay M79 đều được coi là những vũ khí huyền thoại của thế giới. Với sứ mệnh mà nó được sinh ra, chúng đã phát huy vai trò và sứ mệnh trên bất kể chiến trường nào, đặc biệt ngay tại chiến trường Việt Nam. Tuy nhiên, cái gì cũng có nhược điểm của nó và việc cải tiến là điều cần thiết phải làm. Việt Nam khi đó đã dám mạo hiểm với một đề tài vô cùng táo bạo mà thế giới nghe xong, dù chưa biết kết quả thế nào cũng đã phải trầm trồ. Vậy Việt Nam đã lai ghép AK với M79 như thế nào? AK huyền thoại đã được Việt Nam lên đời ra sao? Cùng tìm hiểu câu chuyện thú vị này trong video hôm nay nhé!
Thưa các bạn, có lẽ bất kỳ một người Việt Nam nào dù không có người nhà trong quân đội, dù không quá quan tâm tới vấn đề vũ khí, khí tài thì nhắc đến hai tiếng AK cũng biết đây là một loại súng trường do Liên Xô thiết kế. Đặc biệt với bàn tay của bộ đội Việt Nam, nó đã làm mưa làm gió khiến cho kẻ thù mạnh nhất thế giới cũng phải choáng váng năm xưa. Trong chiến tranh hiện đại ngày nay rất cần các loại vũ khí có độ ổn định cao, sức sát thương lớn, tốc độ bắn ổn định, hỏa lực thật sự mạnh mẽ và khẩu AK huyền thoại vẫn là một sự lựa chọn. Cũng vì thế mà thật dễ hiểu khi AK đã liên tục được thay đổi, từ tăng tầm bắn, độ chính xác vận tốc ban đầu của đạn tới cỡ đạn nhằm tăng khả năng tác chiến, khiến súng trường tự động trở thành một tổ hợp vũ khí tấn công rất mạnh. Tuy nhiên, chế tạo vũ khí mới đồng nghĩa với đơn đặt hàng hết sức tốn kém cho lực lượng vũ trang mà không phải chi phí quốc phòng của bất cứ nước nào cũng sẵn sàng. Còn nói về M79, đây là súng phóng lựu bộ binh do Mỹ sản xuất năm 1961 và Việt Nam cũng là chiến trường đầu tiên được sử dụng. Sau năm 1975, nó được Việt Nam ta đưa vào khai thác và tái sản xuất do hiệu quả cùng với sự phù hợp địa hình tác chiến của Việt Nam. Trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 đến năm 1989, M79 khi đó đã thật sự là nơi ám ảnh kinh hoàng đối với quân đội Trung Quốc. Sức mạnh của M79 cỡ 40mm là không thể bàn cãi khi mà nó sở hữu các ưu điểm như dễ sử dụng, sức sát thương cao, yểm trợ hỏa lực rất hữu hiệu dành cho cấp tiểu đội bộ binh, thường được biên chế cho chiến sĩ số 5 trong đội hình chiến thuật. Tuy nhiên, ngay từ rất sớm, cả Mỹ và Liên Xô đều nhận ra vấn đề. M79 có nhược điểm là làm cho tiểu đội mất đi một tay súng AK, tốc độ bắn khá chậm dẫn tới việc đôi khi là mất ưu thế trên chiến trường. M79 là do trọng lượng khi mang súng và đạn khá nặng, nên một người lính khi mang súng M79 thì không còn sức để mang súng tiểu liên, mà súng M79 chỉ hoạt động ở tầm xa trên 70m. Ở khoảng cách gần, người mang súng M79 không có gì để tự vệ. Ngoài khẩu súng lục thì súng M79 nạp đạn khá chậm. Vì thế, người sử dụng súng M79 phải đi chung với đồng đội để được bảo vệ. Vì thế, quân đội Mỹ đã thay thế M79 bằng súng phóng lựu kẹp nòng M203 cùng cỡ. Mặc dù khắc phục nhược điểm của M79 vì không phải hy sinh một khẩu súng trường tấn công, nhưng nếu gắn M203 kẹp nòng thì lại phát sinh vấn đề mới, đó là cơ số đạn lựu bị giảm. Với Liên Xô cùng thời điểm đó, họ cũng đã cải tiến AK thành AKM, AK-74. Lòng vòng một chút để các bạn thấy lý do vì sao Việt Nam có đề tài nghiên cứu lắp súng phóng lựu M79 lên AK mà chúng tôi sẽ nói ở phần tiếp theo. Thực tế Việt Nam cũng sớm nhận ra vấn đề này từ rất sớm, tuy nhiên vì nhiều lý do mà chúng ta chưa thể thực hiện được cải tiến ngay trong giai đoạn 80. Rõ ràng một nước vừa bước qua chiến tranh không thể có nhiều tiền để mua súng phóng lựu kẹp nòng M203 hay AK-74. Trong khi đó, trong kho niêm cất chúng ta có cả nghìn khẩu M79 do tịch thu được của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt, một nước đã trải qua nhiều năm tháng chiến tranh, số lượng cán bộ chiến sĩ bao gồm cả lực lượng dự bị động viên ở các độ tuổi và dân quân tự vệ đều đã quá quen với AK. Đây là điều rất quan trọng, vì thế, việc cải tiến những người bạn cũ như M79 hay AK với tính năng mới, khả năng tác chiến cao hơn nhưng vẫn quen thuộc đối với người lính đã được đặt ra. Làm gì đây? Ông bà ta đã dạy khéo làm thì no, khéo co thì ấm. Thôi thì cách tốt nhất là hãy dùng chính những gì mình có, mà cụ thể đó là súng pháo lựu M79, súng AK và trí tuệ người Việt. Có lẽ, theo chúng tôi, đó là suy nghĩ của những đồng chí thực hiện đề tài khi đó. Chính vì vậy, ngay sau khi quân Trung Quốc hoàn toàn rút khỏi Việt Nam, quân đội Việt Nam đã bắt tay ngay vào việc giải quyết vấn đề. Cụ thể, theo biên niên sự kiện của Viện Vũ khí, đầu những năm 1990, phòng thiết kế súng pháo đã tiến hành đề tài nghiên cứu lắp súng phóng lựu M79 lên AK do đồng chí Ngô Cẩm Tú chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu và lắp thử thì mẫu thử khi đó đã không thành công. Khối lượng súng nặng hơn vì hai ống ghép lại một. Hơn nữa, khi bỏ ống phóng lựu thì AK không sử dụng được bình thường. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không đầu hàng ngay lập tức. Theo một số thông tin, tới giữa năm 1991, trong khoảng thời gian một tháng, nhóm thiết kế đã đề xuất cải tiến súng phóng lựu lắp lên AKM với 3 điểm sau. Thay đổi phương pháp lắp đạn, thay khóa nòng sang kéo rút khóa nòng. Thiết kế giá lắp trung gian để nguyên nắp dưới, thiết kế cơ cấu giữ nắp ổ khóa nòng. Sau đó, những cải tiến này được áp dụng để thiết kế thử tại nhà máy Z-179 và cuối cùng bắn kiểm tra tổng hợp tại nhà máy Z-113.
xem xét quá trình triển khai đề tài cuối cùng có kết luận với những cải tiến này nếu so với M79 nguyên bản thì gần như tương đương tính năng ban đầu, sử dụng thuận tiện đáp ứng yêu cầu kỹ năng chiến thuật. Tuy nhiên sau đó đề tài cũng chỉ dừng lại tại đây. Các bạn thân mến, như vậy có thể thấy đề án lắp súng phóng lựu M79 lên súng trường AK của quân đội ta đã không thành công như mong đợi, hoặc ít nhất không có thông tin về nó được công khai nữa. Tuy nhiên, sự thất bại này, hay nói cách khác, sự dừng lại này lại mang đến tín hiệu tích cực. Nó phản ánh quân đội ta hiểu sự cần thiết trong việc cải tiến hỏa lực bộ binh. Hơn nữa, nó cho thấy sự dám nghĩ, dám làm, mức độ quyết tâm cải tiến, chế tạo vũ khí của Việt Nam. Ít nhất, nó đặt tiền đề cho những cải tiến sau đó mà chúng ta phải mất thêm gần 30 năm mới có thành tựu. Đó là súng phóng lựu kẹp nòng OPL-40M. Năm 2018, trong triển lãm quốc phòng quốc tế Indo-Defense 2018, Việt Nam đã trình làng súng phóng lựu kẹp nòng OPL-40M. Còn nhớ khi đó, cư dân mạng Trung Quốc quan tâm tới quân sự đã rất hứng thú và gọi đây là một sự sáng tạo, có thể tạo ra ưu thế trên chiến trường. Trang mạng chuyên về vũ khí The Firearm Blog cũng đã đăng tải loạt ảnh về một số mẫu súng bộ binh đặc biệt này của Việt Nam. Một số chuyên gia quân sự nhận xét OPL-40M là một thiết kế kết hợp giữa súng phóng lựu kẹp nòng M203 của Mỹ và GB-30 của Nga. Thậm chí, theo một số đánh giá của chuyên gia The Firearm Blog, thì súng phóng lựu kẹp nòng OPL-40M của Việt Nam còn sở hữu nhiều ưu điểm hơn so với GP-25-30 mà Nga vẫn thường gắn kèm với súng trường tấn công họ AK. Do đó, việc Việt Nam sản xuất thành công súng phóng lựu kẹp nòng cho súng trường Kali ACE là một tin mừng, một thành công của công nghiệp quốc phòng trong nước trong việc chủ động về trang bị. Theo đó, quan sát sơ bộ thì nhận thấy OPL-40M của Việt Nam mang rất nhiều đường nét lai tạo giữa khẩu M203 cổ điển với GL-40 hiện đại do tập đoàn IWI của Israel sản xuất. Súng phóng lựu OPL-40M có thiết kế hiện đại với nòng kéo được về phía trước và nghiêng qua một bên, cho phép nạp các loại đạn lựu dài. Thiết kế này tốt hơn của M203 rất nhiều và tương tự với M203. Cũng rất dễ nhận thấy súng phóng lựu OPL-40M còn có một đường dây nhỏ để lắp thước ngắm cơ khí hoặc kính ngắm quang học, giúp nâng cao đáng kể tầm bắn hiệu quả. Ngoài ra, phải khẳng định Việt Nam đã có năng lực tự nâng cấp các loại súng AK có trong biên chế. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tự nâng cấp, tăng cường hỏa lực thành công cho súng trường tấn công STL-1A cỡ nòng 7,62mm. Loại súng trường này kỳ thực chính là phiên bản bản địa Việt Nam, chế tạo theo giấy phép của khẩu AK-74-AKM. Phiên bản STL-1A cải tiến có thể là lắp thêm ống phóng lựu M203 cỡ 40mm UGL thay thế báng gỗ bằng vật liệu phức hợp. Báng súng cũng đổi thành kiểu báng gấp. Tay cầm súng phù hợp với thể trạng người Việt và thiết bị tiêu lửa đầu nòng. Cùng với việc được cấp giấy phép chế tạo súng trường tấn công Gali 31 ACE của Israel, các xí nghiệp công nghiệp quân sự nội địa Việt Nam cũng bắt đầu xem xét cải tạo và hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất AK đã được cấp giấy phép cho đó, tức là AKM-VN và STL-1A. Tuy không công bố chi tiết về khẩu STL-1A, nhưng chúng ta đã và đang nâng cấp các khẩu AK lạc hậu của Liên Xô thành STL-1A, chứng minh sức mạnh của một loại hỏa lực bộ binh huyền thoại. Thưa các bạn, thất bại là mẹ thành công. Điều này không sai với đề tài lai ghép AK với M79. Đây là một trong những đề tài hiếm hoi chúng ta phải gác lại trên sách vở, nhưng nó tạo tiền đề cho những thành tựu lớn sau này. Tất nhiên, công nghiệp quốc phòng Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, chưa thể độc lập hoàn thành công việc thiết kế và chế tạo những hệ thống vũ khí tiên tiến. Nhưng đối với các vũ khí hạng nhẹ, có hàm lượng kỹ thuật tương đối thấp, thì Việt Nam có thể tự tin làm chủ hoàn toàn so với cách đây 30 năm, đúng không các bạn? Trong khu vực Đông Nam Á, quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang sở hữu những dòng tên lửa đẳng cấp, dẫn đầu với kỹ thuật quân sự, trong đó có cả các dòng tên lửa hành trình, tên lửa đối hạm hay tên lửa đạn đạo. Tất cả đã tạo nên sức mạnh và uy tín cho quân đội nhân dân Việt Nam. Vậy thì cụ thể đó là những tên lửa nào? Các bạn hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, khi nhắc đến các loại tên lửa đang có trong biên chế của quân đội Việt Nam thì chúng ta không thể không nhắc tới tên lửa chống hạm KH-35E là một loại tên lửa chống hạm tốc độ cận âm được sử dụng phổ biến nhất trên tàu chiến hải quân ta hiện nay. Dòng tên lửa này có thể được phóng đi từ nhiều nền tảng khác nhau như tiêm kích, trực thăng, bệ phóng mặt đất với khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa, ngoài đường chân trời, trần bay cực thấp.
để tối giản thời gian bộc lộ trước phương tiện trinh sát, radar phát hiện mục tiêu cũng như cấp bệ phóng phòng thủ tàu. Về thông số kỹ thuật cơ bản, mỗi quả KH-35E dài 4,4m, có sải cánh 0,93m, đường kính 0,42m và trọng lượng 630kg. Nhìn chung thì kích thước của nó khá nhỏ gọn, thuận tiện trong việc di chuyển lắp đặt. Ví dụ như khi trang bị trên tàu tên lửa 12.418 Monia có thể mang tới cơ số đạn 16 quả KH-35E dù chỉ có lượng dạng nước hơn 500 tấn. Ngoài ra, các tên lửa KH-35E còn được đặt cho ống phóng kiêm ống bảo quản có thể tái sử dụng của bệ phóng KT-184, có thể lắp từng quả hoặc cụ 4 quả sẵn có cho việc thay thế. Đặc biệt, loại tên lửa này còn mang đầu tự dẫn radar chủ động ARGS-35E, được thiết kế để có thể dẫn đạn bay trúng mục tiêu được phân công ở pha cuối hành trình. Trong đó, đầu tự dẫn thực hiện những tính năng như phát hiện và lựa chọn đúng mục tiêu mặt nước cần công kích theo thông số được nạp từ đầu, xác định và cung cấp tham số mục tiêu và tốc độ tiếp cận mục tiêu cho máy tính trên tàu phóng. Có thể quét mục tiêu từ khoảng cách tối đa 20km, khối lượng 40kg, thậm chí là trong điều kiện biến động tới cấp 6. Với vận tốc bay xấp xỉ 900km/h, những quả KH-35E của Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn toàn có thể tiêu diệt các mục tiêu có lượng dạn nước lên đến 5.000 tấn từ khoảng cách 300km chỉ với một đòn đánh duy nhất. Chính vì vậy mà nó đã trở thành lực lượng xương sống của quân chủng Hải quân và trang bị phổ biến trên biên đội tàu tên lửa Monia, lớp tàu tấn công hiện đại và đông đảo nhất Việt Nam hiện nay, hoặc trở thành cầu thủ đắc lực bên cạnh các tàu hộ vệ tên lửa lớp Jupat. Thứ hai, đó chính là tên lửa hành trình Moskit, có tên đầy đủ là P-270 Moskit. Đây cũng là một trong những vũ khí, khí tải hiện đại của Hải quân Việt Nam, được lắp đặt chủ yếu trên tàu tên lửa Monia 1241.8. Về thiết kế, P-270 Moskit được thiết kế theo mô hình khí động học tối ưu dành cho vật thể bay tốc độ siêu âm. Vì sử dụng động cơ phản lực dòng khí thẳng, có động cơ khởi tốc sử dụng nguyên liệu rắn hoạt động trong 4 giây đầu tiên sau khi phóng và động cơ phản lực dòng thẳng nhiên liệu lỏng cho giai đoạn bay hành trình. Vậy nên nó có thể đạt tầm bắn tối đa tới 120km khi bay ở chế độ cao, thấp hoặc 80km với chế độ thấp, thấp. Cự ly tương đối là 160km. Bên cạnh đó, đồng thời phương thức dẫn bắn bằng radar thụ động còn cho phép tên lửa P-270 Moskit nhận diện những nguồn gây nhiễu tích cực và sử dụng chúng làm kênh dẫn đường. Đặc tính này khiến cho Moskit có khả năng chống chế áp điện tử rất cao. Chỉ với 15-17 quả tên lửa Moskit là đã có thể tiêu diệt cả một cụm tàu hải quân công kích chủ lực. Ngoài trang bị trên các loại tàu chiến thì P-270 Moskit còn có thể lắp cho máy bay chiến đấu Su-27 hoặc Su-32FH. Khi máy bay phóng tên lửa ở độ cao cực đại là 12km so với mặt nước biển, nó có thể đánh chìm tất cả các loại chiến hạm và vô hiệu hóa cả tàu sân bay. Thứ ba, đó chính là tên lửa Stardust, tổ hợp được thiết kế nhằm tiêu diệt tất cả các loại chiến hạm nổi. Đây là dòng tên lửa hành trình đối hạm tầm xa, là biến thể chống hạm của tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến thuật P-5 Piatikura Ground. Gọi thiết kế này là 4K-44, còn ký hiệu của NATO là SSN-3 Stardust. Từ lâu, loại vũ khí này đã nằm trong trang bị của quân chủng Hải quân Việt Nam và thậm chí còn có thông tin về việc Việt Nam tiến hành cải tiến, nâng tầm bắn tên lửa Stardust lên đến 900km. Tầm tiến công có thể bao phủ hầu hết diện tích Biển Đông. Điểm nổi bật khi nhắc tới loại tên lửa này chính là khả năng mang đầu đạn nặng tới 800kg thuốc nổ hay 100kt hạt nhân. Một sức công phá khủng khiếp, thừa khả năng đánh chìm chiến hạm cỡ lớn trên 7.000 tấn chỉ với một phát bắn duy nhất và thậm chí có thể đánh chìm cả tàu sân bay. Còn về kích thước, nó có chiều dài là 10m, đường kính 0,9m, sải cánh 2,6m, cùng trọng lượng phóng 4.500kg. Đồng thời sử dụng hai động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn và động cơ hành trình nhiên liệu lỏng, giúp nó có tầm xa 460km và đạt tới tốc độ Mach 1.4. Sau khi phóng lên, tên lửa sẽ leo lên tầm cao, tăng tốc tới và bắt đầu tìm kiếm vùng phía trước với radar tìm đường của nó. Hình ảnh kết quả được truyền tới tàu phóng thông qua một kênh TV. Và hiện nay, loại tên lửa này đang được trang bị cho tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển tầm xa Reduce-M của Hải quân Việt Nam. Đây cũng chính là tên lửa đối hạm có tầm bắn xa nhất của Việt Nam hiện nay. Thứ tư, tên lửa Yakon. Thực chất thì Yakon chính là phiên bản xuất khẩu của tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Orkis.
Đây là phiên bản sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng của P-80 Joule. Grau gọi nó là 3M55, còn NATO gọi dòng tên lửa P-800 này là SSN-26. Thông số cơ bản của Jacon bao gồm chiều dài 8,9m, đường kính 0,67m, trọng lượng phóng 3 tấn, đầu đạn 250kg và tầm bắn từ 120-300kg, tùy chế độ bay. Thế nhưng, nổi bật nhất chính là tốc độ Mach 2.5. Dù khá nặng thế nhưng nhờ động cơ dẫn lực dòng thẳng sử dụng nhiên liệu lỏng, Jacon có thể đạt tốc độ siêu âm ở mỗi giai đoạn bay, tạo nên uy lực công phá rất mạnh mẽ, đủ sức vô hiệu hóa mọi loại tàu chiến đang có mặt trên khắp các đại dương. Và đây cũng là loại vũ khí có thể phóng từ đất liền, tàu mặt nước, trên không hay từ tàu ngầm. Sau này người ta còn dựa trên thiết kế của Jacon để làm nền tảng để phát triển tên lửa PG-10 BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. Hiện nay Hải quân Việt Nam đang sử dụng tên lửa Jacon trong hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển BASMP. Tuy nhiên trong tương lai gần như chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được lắp đặt trên tàu chiến. Thứ năm, tên lửa đạn đạo Scud hay còn được gọi là tên lửa R-11-17 thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch, chiến thuật 9K-72E Elbrus do Liên Xô phát triển. Mỗi chiếc Scud R-17E sẽ có chiều dài là 11,25m, đường kính thân 0,88m cùng trọng lượng phóng 5,9 tấn. Thiết kế của R-17 có thể mang được đầu đạn thuốc nổ thường nặng 1 tấn hoặc đầu đạn hạt nhân từ 5-7 kiloton, đầu đạn hóa học. Với đầu đạn thuốc nổ, tốc độ va chạm 1,4 km/giây sẽ tạo ra hố sâu 1,5-4 km, rộng 12m. Đạn tên lửa R-17E thường được đặt trên bệ phóng di động 9P-117 Ugradan, dựa trên khung gầm cơ sở xe vận tải hạng nặng Mach 543. Khi phóng, tên lửa sẽ được khung nâng đạn dựng thẳng đứng và bắn đi. Hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á được trang bị tổ hợp tên lửa đạn đạo có uy lực tấn công cực lớn này. Các tổ hợp Scud đã được bàn giao cho Việt Nam từ cuối những năm 1970 và vẫn sẽ được tin tưởng cho đến tận bây giờ. Tiếp theo đây là tổ hợp tên lửa S-300 SAM, phiên bản đang có mặt trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam là S-300 PMU-1 do Nga thiết kế, phát triển từ thế hệ S-300P. Đây là loại khí tài thuộc thế hệ mới hiện đại trên thế giới, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh. Với công nghệ tiên tiến, S-300 PMU-1 có thể chống được tất cả các loại nhiễu của đối phương. Ngoài ra, nó có thể trang bị tới 3 loại đạn bao gồm 5V55R, 48N6E và 48N6E2, cũng như tiêu diệt được các mục tiêu bay như máy bay chiến đấu, các loại vũ khí tấn công tầm thấp, tên lửa hành trình chiến lược, các loại tên lửa đường đạn chiến thuật chiến dịch hay tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển. Được đánh giá là hệ thống tiền tệ nhất trên mạng lưới phòng không của Không quân Việt Nam, loại tên lửa này có thể theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu ở khoảng cách lên đến 75 dặm. Kết hợp với việc sử dụng máy bay chiến đấu, mạng lưới SIM sẽ rất khó bị hạ gục. Thứ bảy, tên lửa KH-31P, một loại tên lửa rất đặc biệt khi so sánh với các dòng tên lửa chống radar đã có từ trước, nổi bật với tầm bắn xa, có tốc độ siêu âm trong suốt hành trình, ổn định quỹ đạo trong điều kiện cường độ nhiễu động cao và ngắt bức xạ radar dẫn đường trước khi đến mục tiêu. Dựa trên KH-31P thì Nga đã phát triển thêm phiên bản KH-31A là tên lửa chống hạm với nhiệm vụ phá hủy các tàu nổi có lượng choán nước lên tới 4.500 tấn và có tầm bắn tới 160 km. Theo một vài thông tin, trong giai đoạn 2010-2013, Việt Nam đã đặt mua từ Nga 80 tên lửa KH-31A để trang bị cho máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2. Hiện nay, các máy bay hiện đại của Không quân Việt Nam bảo vệ Trường Sa như Su-27, Su-30 đều được trang bị loại tên lửa siêu âm KH-31 bởi vì nó có khả năng chọc mù radar và tiêu diệt chiến hạm đối phương. Thứ 8, tên lửa 3M54 Club. Đây là một tổ hợp tên lửa đa năng do phòng thiết kế Novator OKB-8 của Nga phát triển. Hiện Group đã có các phiên bản phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm và trên đất liền. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì tổ hợp trên được thiết kế với nhiều loại đầu đạn khác nhau, cho phép nó được sử dụng rộng rãi để tiêu diệt các tàu chiến hải quân như tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như các mục tiêu cố định trên đất liền. Đối với biến thể dài 3M54E ở pha cuối, tên lửa bay với tốc độ siêu âm Mach 2.9 khiến cho các hệ thống phòng thủ của mục tiêu không có đủ thời gian để kịp phản ứng. Còn phiên bản ngắn 3M54E1 lại có vận tốc cận âm Mach 0.8 với tính năng tương đương với tên lửa hành trình Tomahawk và Astrox của Mỹ.
thế nhưng nó nhỏ hơn và có tầm bắn ngắn hơn. Hiện Hải quân Việt Nam đang triển khai các tên lửa Group S trên tàu ngầm Kilo 636, thế nhưng chưa có thông tin cụ thể về loại đạn 3M54E hay 3M54E1 và tương lai có thể thêm cả phiên bản Scrub S. Thứ 9, tên lửa BrahMos. Để đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là ở vùng Biển Đông thì hiện nay Việt Nam đang trông chờ vào một loại vũ khí có tính năng răn đe rất mạnh, đó chính là tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Trong tháng 5 vừa qua, Ấn Độ đã tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cho Việt Nam. Được biết, BrahMos là một trong những tên lửa tiên tiến nhất của Ấn Độ, có tầm bắn 290 km, di chuyển với tốc độ từ 2 Mach đến 3 Mach, tương đương 1 km trên giây, và đã được trang bị cho cả 3 nhánh trong quân đội Ấn Độ kể từ năm 2005. Nó có thể tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau, từ tàu chiến đến tàu ngầm, máy bay chiến đấu, thậm chí là bệ phóng trên đất liền. Chắc chắn đây sẽ là một cái tên rất đáng để mong chờ trong tương lai. Và cuối cùng là P-15 Termit, một loại tên lửa chống hạm được phát triển bởi Viện Thiết kế Raduga từ thời Liên Xô, Cục Tên lửa và Pháo binh GROW gọi nó là 4K40. Còn trong các tài liệu báo cáo của NATO thì được định danh là STIG hoặc SEN-2. Thế nhưng trong quân đội Nga, chúng thường được biết đến với tên gọi là Rubet. Về thiết kế, mỗi quả P-15 Termit dài 5,8m, có đường kính 0,76m cùng trọng lượng phóng 2.300kg và đầu đạn từ 440 đến 513kg. Loại tên lửa này không được đánh giá cao về tầm bắn vì tầm bắn của nó chỉ khoảng 80km và tốc độ Mach 0.9. Tuy có kích thước khá lớn, thế nhưng hàng ngàn tên lửa P-15 đã được chế tạo lại gắn trên các lớp tàu chiến cỡ nhỏ hay các bệ phóng trên đất liền. Trong biên chế của lực lượng Hải quân Việt Nam, P-15 Termit được trang bị cho các tàu tên lửa tấn công nhanh lớp OSA đời thứ 2 1241RE và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Rube. Dù không phải là vũ khí tối tân bậc nhất, song đây vẫn là một đối thủ đáng gờm khi đối đầu. Vậy theo các bạn, với lực lượng tên lửa như trên, Việt Nam có đủ sức răn đe những kẻ đối đầu trên Biển Đông hay không? Dù có quy mô không quá lớn, sức mạnh hải quân Việt Nam vẫn khiến nhiều quốc gia phải nề phục với biên đội tàu tên lửa đông đảo. Theo thống kê của Global Firepower, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang có trong biên chế 65 loại tàu chiến các loại. Trong số này có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh và 8 tàu tên lửa. Tuy nhiên, điều mà khiến thế giới nể hơn cả đó là những năm qua, quân đội Việt Nam đã không ngừng nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo các loại tàu chiến, tàu chống ngầm made in Việt Nam để có thể chủ động trang bị cho lực lượng hải quân mà không phải phụ thuộc vào vũ khí của nước ngoài trong tương lai gần. Theo thông tin từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, tin vui là hiện nay, các nhà máy đóng tàu quân sự của chúng ta đã có khả năng thi công, chế tạo các loại tàu tên lửa thế hệ mới và chống ngầm hiện đại có mang tên lửa tầm xa. Đây là điều mà rất ít quốc gia có thể làm được. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào? Các bạn hãy cùng với Tin Mới đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, theo thông tin được đăng tải trong bài viết Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia đăng trên báo Quân đội Nhân dân điện tử. Nhân sự kiện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức buổi giới thiệu các sản phẩm quốc phòng, kinh tế tiêu biểu. Bài viết trích báo cáo của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, hiện nay với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Tổng cục hơn 600 đồng chí có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và hàng nghìn kỹ sư được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, có trình độ kỹ năng và phương pháp công tác tốt, giàu kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu, sáng tạo độc lập, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng. Theo đó, Tổng cục đã có các dây chuyền sản xuất sửa chữa vũ khí, dây chuyền sản xuất sửa chữa khí tài, dây chuyền sản xuất đạn, ngòi, đồng bộ đạn, thuốc nổ, thuốc thỏa thuận vào dây chuyền sửa chữa các loại đạn cao xạ, đạn pháo. Đối với nhóm vũ khí lục quân, Tổng cục đã sản xuất được từ súng ngắn đến hỏa lực bộ binh, đạn, mìn, khí tài quang học, ngòi nổ, thuốc phòng, thuốc nổ, thuốc hỏa thuật và phụ kiện nội, các sản phẩm lượng dụng như các thông tin lượng nổ huấn luyện, các loại lốp xe quân sự. Đặc biệt, trong báo cáo nói về nhiệm vụ đóng tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết, những năm qua, các nhà máy đóng tàu đã đóng mới thành công các loại tàu quân sự như tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo tuần tiễu, tàu cứu hộ, tàu ngầm. Với năng lực đã được đầu tư, hiện nay các đơn vị đóng tàu quân sự có khả năng đóng mới các tàu tên lửa thế hệ mới, tàu chống ngầm, tàu mặt nước của Hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư, sửa chữa đến cấp vừa cho tàu ngầm Kilo 636. Cải hoán, hiện đại hóa, sửa chữa lớn và đảm bảo kỹ thuật cho tàu hộ vệ tên lửa, tàu chống ngầm và các loại tàu mặt nước cho lực lượng chiến đấu và thực thi pháp luật trên biển.
Vâng, thưa các bạn, với những thông tin này, chúng ta có thể vui mừng khi biết được rằng ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã đủ khả năng làm được tàu chống ngầm và các loại tàu chiến mặt nước cùng với tàu hộ vệ tên lửa. Đây đều là những món đồ chơi khủng, nguy hiểm, phức tạp, tốn kém không kém tàu tên lửa. Trang bị cũng thuộc dạng đặc thù, chính vì vậy không phải quốc gia nào trên thế giới cũng làm được. Riêng tàu chống ngầm trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay những quốc gia có thể sở hữu công nghệ sản xuất ra chúng, đó là Mỹ, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nga và một số ít quốc gia khác. Vì vậy, thông tin Việt Nam có thể đóng tàu chống ngầm chắc chắn sẽ là tin sốc với nhiều người quan tâm đến vũ khí trên thế giới. Tuy nhiên, chắc chắn người ta không mấy ngạc nhiên khi biết về mục tiêu phát triển tàu chống ngầm của Việt Nam. Ai cũng biết Việt Nam sở hữu bờ biển dài và có vùng thềm lục địa lớn, nhiều tài nguyên. Thế nhưng đây cũng là nơi thường xuyên được để ý bởi người láng giềng tham vọng và xấu tính. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Trong đó, nâng đời các vũ khí tối tân và trang bị tàu sân ngầm cho hải quân là điều không thể thiếu. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu chế được tàu sân ngầm thì liệu con tàu Made in Việt Nam sẽ được thiết kế như thế nào? Hiện nay, Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 5 chiếc hộ vệ sân ngầm hạng nhẹ lớp Paya 2, Project 159A, phân lớp Paya 3, Project 159E có lượng dạ nước trên 1.000 tấn. Tuy nhiên, các tàu này đều đã có thời gian hoạt động dài lên tới hơn 40 năm. Việc đóng tàu sân ngầm cỡ nhỏ khoảng 1.000 tấn có lẽ không quá khó đối với chúng ta. Ví dụ như Việt Nam có thể tiến hành nâng cấp, cải tiến từ thiết kế tàu pháo tuần tra TT-400TP của nhà máy Z-173 Hồng Hà thực hiện. Chúng ta có thể cải tiến với TT-400TP như cách mà Liên Xô thực hiện với đề án tàu chống ngầm cỡ nhỏ 124.2 Monia 2, phiên bản của tàu tên lửa Monia mà Việt Nam đã chế tạo thành công tàu chống ngầm 12412 có lượng dạ nước khoảng 500 tấn, dài 57m, trang bị pháo 76mm kèm pháo phòng không AK-630. Hệ thống chống ngầm của tàu có 2 bệ rocket RBU-1200 và 4 ống phóng ngư lôi 406mm hoặc 2 ống phóng ngư lôi 533mm. Tàu chống ngầm 12412 phóng đạn rocket săn ngầm RBU-1200, bố trí ngư lôi 400mm hoặc 533mm trên tàu cỡ nhỏ dưới 1.000 tấn dĩ nhiên là không dễ, nhưng không tới mức không có thể. Chúng sẽ được đặt dọc hai bên hông tàu. Mỗi bệ một ống phóng là đủ, hoặc chúng ta cũng có thể nâng cấp từ thiết kế tàu Monia 12418 cùng đời với 12412, như điều này sẽ vướng vào bản quyền của Liên bang Nga. Do đó, lựa chọn giải pháp sử dụng TT-400TP để phát triển xem ra là hợp lý hơn nhiều. TT-400TP có lượng dạn nước đầy tải 480 tấn, dài 54m, trang bị pháo hạng 76,2mm, AK-176 và một pháo phòng không AK-630. Giải pháp nâng cấp chống ngầm với tàu TT-400TP có thể sẽ như tàu 12412. Bố trí toàn bộ vũ khí chống ngầm dọc sườn tàu vẫn sẽ giữ được pháo hạng, pháo phòng không và tên lửa hải đối không tầm thấp. Vâng, chắc chắn tàu sát ngầm Made in Việt Nam sẽ có hệ thống tên lửa đối không tầng thấp các bạn ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu, đây chính là công nghệ tuyệt vời sẽ tăng thêm sức mạnh của tàu sát ngầm, khiến các thế hệ tàu ngầm của kẻ thù phải xanh mặt. Không những thế, về vũ khí chống ngầm với các tàu sân ngầm cỡ nhỏ hoạt động gần bờ, Việt Nam có thể tiếp tục tận dụng công nghệ của Liên Xô nhưng vẫn còn hữu hiệu tới ngày hôm nay, như hệ thống rocket chống ngầm RBU-1200. Loại này hiện vẫn còn có mặt trên một số tàu chiến cũ của Hải quân Việt Nam. Thưa các bạn, có khá nhiều phương án cho việc cải tạo hoặc đóng mới tàu sân ngầm cỡ nhỏ mà tính khả thi hoàn toàn trong tầm tay của quân đội Việt Nam. Thế nhưng chúng ta nên nghĩ xa hơn một chút, liệu rằng Việt Nam có đóng được tàu sân ngầm cỡ lớn khoảng 2.000 tấn chẳng hạn. Với năng lực quốc phòng của Việt Nam hiện nay, các chuyên gia quân sự cho rằng điều này hoàn toàn có khả năng. Bởi lẽ, theo các chuyên gia trong lĩnh vực quân sự của Việt Nam, về cơ bản, việc đóng tàu sân ngầm cỡ lớn dễ dàng hơn nhiều so với tàu tên lửa cỡ lớn do hàm lượng công nghệ ít hơn ở tàu sân ngầm. Điều quan trọng là phát triển hệ thống dò tìm thủy âm hay còn gọi là sonar. Đây cũng là lĩnh vực đã được Viện Kỹ thuật Hải quân tập trung đầu tư trong suốt thời gian qua. Về vũ khí, tàu sân ngầm sử dụng các loại như bệ phóng rocket sân ngầm, ngư lôi hạng nặng chống ngầm. Đây đều là những vũ khí được Việt Nam tự chủ chế tạo trong thời gian gần đây. Trong khi đó, tàu tên lửa cần phải phát triển đa dạng như khung thân, đảm bảo kết cấu sau nhiều phát bắn, hệ thống radar kiểm soát hỏa lực tiên tiến và phối hợp chỉ thị mục tiêu tầm xa để tên lửa có thể đánh trúng mục tiêu.
Ngoài ra, dự án tên lửa chống hạm nội địa Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Do đó, việc tự đóng tàu tên lửa có lượng dạn nước tới 2.000 tấn vẫn gặp phải nhiều khó khăn hơn so với việc đóng tàu sân ngầm 2.000 tấn. Thưa các bạn, ngoài nỗ lực để cho ra đời con tàu chống ngầm đầu tiên made in Việt Nam, thì nền công nghiệp quốc phòng của nước ta nhiều năm qua vẫn luôn phấn đấu để có thể tự đóng mới những con tàu có hàm lượng công nghệ cao, trong đó cố gắng đóng tàu chiến mặt nước tới 2.000 tấn và cả tàu ngầm. Hiện nay, lực lượng Hải quân Việt Nam sở hữu 4 tàu hộ vệ tên lửa lớp GPAT 3.9 thuộc đề án 11661E, nhập khẩu từ Nga trong những năm 2010. Ngoài ra, còn 2 tàu hộ vệ sân ngầm lớp Pohang được chuyển giao từ Hàn Quốc, có lượng dạn nước hơn 1.000 tấn. Do đó, số lượng tàu chiến cỡ lớn tầm 2.000 tấn có khả năng tác chiến cao của Hải quân ta là khá hạn chế. Cần sự bổ sung trong tương lai để có thể tăng cường sức mạnh quân sự bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thế nhưng, chúng ta không cần phải quá lo lắng với thành công trong việc đóng mới loại tàu tên lửa tấn công nhanh lớp 12418 Monia theo dây chuyền và giấy phép từ Liên bang Nga. Nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam hoàn toàn tự tin để có thể đóng mới tàu chiến mặt nước có hàm lượng công nghệ cao. Cùng với đó là sự nâng cấp mở rộng cơ sở hạ tầng tại các nhà máy đóng tàu lớn trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng như nhà máy Sông Thu, nhà máy Ba Son, nhà máy Z189 đã đủ sức đáp ứng đầy đủ mọi yếu tố cho ta thực hiện những dự án đóng tàu chiến cỡ lớn mới. Nằm cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300 km về phía đông nam, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt không chỉ đánh dấu bước phát triển công nghệ chế tạo mà còn là cột mốc quan trọng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong video hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu xem các kỹ sư Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng giàn khoan này như thế nào nhé. Nằm về phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, ngay trên bãi Tư Chính, dự án Sao Vàng và Đại Nguyệt khởi công năm 2017. Mục đích của dự án này là đảm bảo nguồn năng lượng bổ sung quan trọng để đáp ứng nhu cầu địa phương cũng như hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Giai đoạn đầu tiên của dự án là hạ thủy chân đế giàn Sao Vàng CPP nặng tới 12.733 tấn. Chân đế được hạ thủy theo phương pháp kéo trượt xuống xà lan chuyên dụng. Xà lan có chiều dài 160m, chiều rộng 40m, chiều cao mạn với mớ nước là 12m, là một trong những xà lan lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Do kích thước khổng lồ của chân đế giàn khoan với chiều cao lên đến 131m, một hệ thống kích và dầm trượt đặc biệt đã được sử dụng để bắt đầu di chuyển từ vị trí lắp ráp của nó. Sau đó, kích và tới các bắt đầu hoạt động kéo chính, kéo chân đế giàn khoan lên xà lan. Xà lan chở hàng được trang bị 4 máy bơm giàn chìm công suất cao bên ngoài, đồng bộ với hệ thống bơm bên trong xà lan. Hệ thống giàn bên trong sau đó được sử dụng để khử giàn với sự giám sát và kiểm soát hoạt động từ cầu xà lan. Công việc tiếp theo là lắp đặt đầu đốt khí. Đầu đốt khí được lắp đặt trên một cột thép thẳng đứng cao 100m tính từ đỉnh giàn khoan. Việc lắp đặt này được thực hiện khi khối lượng tầng giàn xử lý trung tâm Sao Vàng vẫn còn ở trên bờ. Tiếp đến là lắp đặt khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên làm việc trên giàn khoan. Nhưng trước khi được lắp đặt với giàn xử lý trung tâm, nó cần phải di chuyển 450m để đến vị trí chuẩn bị lắp đặt. Để di chuyển khối mô đun nhà ở này, các kỹ sư đã sử dụng hệ thống SPMT chuyên dụng với 56 trục bánh lốp có thể điều khiển độc lập. Hệ thống này giúp di chuyển các kết cấu quá khổ, quá tải, rất phù hợp trên những quãng đường chật hẹp. Nó cũng cho phép thùng xe giữ nguyên trạng thái khi di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng, giúp cho kết cấu được chở không bị hư hỏng trong suốt quá trình vận chuyển. Sau quá trình di chuyển, giờ là lúc kết nối mô đun nhà ở này với giàn khoan trung tâm. Khi mô đun đã ở đúng vị trí, nó được nâng lên bằng một hệ thống kích thủy lực. Các trụ đỡ mới được lắp đặt bên trên sàn bánh lốp. Các SPMT có hỗ trợ sau đó được định vị bên dưới mô đun khu nhà ở. Cuối cùng, hệ thống giá đỡ bao gồm 4 tháp Mega Jack 5200. Mỗi tháp có thể chịu trọng tải 5200 tấn được sử dụng để nâng mô đun nhà ở lên độ cao 14m. Các dòng kích được chèn từng cái một từ dưới lên bởi những nhân viên vận hành trên mặt đất, từ đó giảm rủi ro hơn là phải thực hiện công việc này từ trên cao. Một hệ thống trượt ngắn cũng đã được lắp đặt trên đỉnh của các tháp đỡ, cho phép di chuyển mô đun trượt vào vị trí trên giàn khoan trung tâm. Khoảng cách mà mô đun nhà ở phải trượt để vào vị trí là 18m. Cuối cùng, mô đun khu nhà ở đã được lắp đặt thành công với khối lượng tầng giàn xử lý trung tâm Sao Vàng. Tất cả các công việc trên đã được thực hiện chỉ trong một ngày. Đây là khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm Sao Vàng khi đã được tích hợp đầy đủ các mô đun. Trọng lượng của nó bây giờ là khoảng 14.000 tấn. Công việc tiếp theo là phải nâng khối kết cấu này lên độ cao hơn 18m để đặt lên hệ thống dây trượt. Sau đó, nó cũng sẽ được kéo lên một xà lan khác.
Lần thứ hai, các tháp đỡ Mega Jack 5200 được sử dụng để nâng được các cấu trúc có trọng lượng lớn hơn thì chỉ cần thêm nhiều các tháp đỡ này. Vào 15 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt ở lô 51B và 15C75 Côn Sơn ngay trên bãi tư chính vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, bộ chân đế giàn khoan cao hơn 113m, nặng 12.500 tấn được lệnh phóng xuống biển. Một cột nước khổng lồ vọt lên bao trùm tất cả và nhanh chóng chìm trong biển nước xanh thẫm. Nhưng ngay sau đó, bộ chân đế được các cần cầu cực mạnh kéo dựng lên và đưa vào các vị trí đã định. Đến 18 giờ thì việc hạ đặt thành công mỹ mãn, các thông số kỹ thuật được đảm bảo và bộ chân đế được đặt vào đúng vị trí với sai số chỉ vài cm. Khối lượng thượng tầng dàn xử lý trung tâm Sao Vàng cũng được lắp đặt sau đó. Ngày 16 tháng 11 năm 2020, chúng ta đã đón nhận dòng dầu khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỷ mét khối khí, 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate. Nguồn khí Sao Vàng Đại Nguyệt sẽ đóng góp một nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước và nền kinh tế cũng như đảm bảo nguồn khí đốt khu vực Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, giàn khoan khổng lồ nặng 700.000 tấn đã được xây dựng như thế nào? Đây là Chôn A, một trong những giàn khoan lớn nhất thế giới với khối lượng phao giàn chìm lên tới 1,2 triệu tấn, chiều cao 472 m, chiều cao của phần bê tông dưới mặt biển lên tới 369 m và trọng lượng khô 656.000 tấn. Chôn A là một siêu phẩm hùng vĩ về thiết kế và xây dựng. Vậy làm sao để xây dựng một giàn khoan cao 472 m dưới đáy biển sâu hơn 300 m? Làm thế nào để nó có thể cố định chắc chắn trên mặt biển như vậy? Video này sẽ đưa bạn đi khám phá cách người ta đã xây dựng giàn khoan khai thác khí đốt tự nhiên khổng lồ này nhé. Giàn khoan Chôn A nằm ở miền Bắc, cách bờ biển Na Uy 70 km. Ở đó, sóng biển có thể cao đến 30 m. Vì vậy, để có thể xây dựng một giàn khoan lớn và vững chãi ở đây, chúng ta có thể phần nào hình dung được những khó khăn, thử thách mà các nhà thiết kế phải đối mặt khi xây dựng giàn khoan khổng lồ này. Đến đây, các bạn nhất định sẽ nghĩ rằng làm thế nào để có thể đổ bê tông dưới đáy biển sâu được. Ban đầu tôi cũng nghĩ là họ sẽ sử dụng phương pháp móng cọc khoan nhồi để xây dựng phần móng cho giàn khoan. Nhưng ở một nơi biển động và sâu đến 300 mét thì có vẻ như là hơi bất khả thi. Thật ra, những cột trụ của giàn khoan đã được xây dựng ở một nơi cách giàn khoan 300 km sau khi hoàn thành việc xây dựng mới được đưa đến đây. Nên nó cũng trở thành công trình kiến trúc di động cao nhất, nặng nhất của thế giới mà con người từng di chuyển tính ở thời điểm đó. Vì những cột trụ của giàn khoan sẽ được cắm sâu 300 m dưới đáy biển, áp lực nước biển có thể đạt đến khoảng 40 kg trên 1 cm. Vì vậy, cùng với việc đảm bảo cột trụ kiên cố, còn phải bảo đảm các cột trụ không có khuyết điểm hay vết nứt dù là nhỏ nhất. Qua tính toán, các kiến trúc sư đã tăng độ dày của đáy cột trụ lên đến 2 m. Đồng thời, để tránh không gây ra vết nứt trong quá trình đổ bê tông, họ sử dụng khuôn chuyên dụng, bê tông được đổ trong một lần liên tục. Loại khuôn này được nâng lên liên tục bằng thiết bị thủy lực và bê tông được đổ đều đã được thêm vào một chất phụ gia đặc biệt nào đó, có thể khiến bê tông nhanh chóng đông cứng lại. Cách sử dụng ván khuôn dạng trượt tạo nên một khối cấu trúc bê tông cốt thép hoàn hảo, không có đường nối, chống thấm nước tốt. Đây cũng là cách đổ bê tông nhanh chóng nhất hiện nay trong việc xây dựng những công trình kiến trúc khổng lồ. Nó là nhanh vậy thôi, chứ dùng cách này để xây dựng cột trụ cho giàn khoan Chôn A cũng mất một năm đó các bạn. Trải qua một năm cuối cùng cũng đã hoàn thành việc xây dựng cột trụ cao 300m. Ở giai đoạn tiếp theo, các kỹ sư đang chuẩn bị hợp nhất của trụ và giàn khoan lại với nhau. Đầu tiên, họ đổ đầy nước vào các cột trụ rỗng để cho cột trụ chìm vào trong nước rồi mới di chuyển giàn khoan đến các trụ. Khi đã hoàn thành công việc lắp ghép, nước bên trong các cột trụ lại được bơm ra ngoài. Lúc này giàn khoan bắt đầu dâng lên khỏi mặt nước, cuối cùng dùng các thuyền kéo giàn khoan nặng 700.000 tấn đến vị trí của nó, nơi cách bờ biển 70 km. Để chịu được áp lực của nước biển ở độ sâu 300 m, họ dùng phương pháp đổ bê tông liên tục để tạo ra các cột trụ liên khối. Những cột trụ này có thể khiến giàn khoan đứng vững trên biển trong ít nhất là 100 năm. Chỉ riêng việc xây dựng 4 cột trụ lớn đã dùng số thép gần bằng 15 lần số thép cần để xây dựng tháp Eiffel, cột trụ rỗng và luôn ở độ sâu 300 m so với mực nước biển. Bên trong các cột trụ này còn có cả một hệ thống thang máy. Nếu bạn đi thang máy từ đỉnh giàn khoan xuống đến đáy trụ cũng phải mất đến 10 phút. Đây là đáy của cột trụ, cũng là nơi sâu 300 m dưới đáy biển.
áp lực nước biển ở đây lên tới 380 tấn một mét vuông. Tuy các cột trụ có thể chịu được áp lực rất lớn ở độ sâu này, nhưng cấu tạo của nó vẫn tồn tại những nguy hiểm khôn lường. Mối nguy cơ đó chính là ác mộng của các kỹ sư. Ngày 7 tháng 11 năm 1940, cầu treo Tacoma Narrow, Mỹ bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân được cho là do sự cộng hưởng tạo ra bởi sức gió thổi qua cầu. Đối với cây cầu mà nói, đây chẳng khác gì một đòn đánh chí mạng do sóng biển không ngừng đánh vào cột trụ với tần suất hướng nhịp điệu nhất định và đạt đến gần mức có thể chịu đựng được của cột trụ thì cũng có khả năng sẽ sập như cây cầu treo Tacoma Narrow. Vì vậy, các kỹ sư đã vô cùng coi trọng vấn đề này để giảm bớt nguy hiểm về sự cộng hưởng của sóng biển. Bốn chân được nối với nhau bằng một truss tautener để giảm tần suất cộng hưởng sóng ở trên các cột trụ. Như vậy, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ cộng hưởng sóng ở trên cột của giàn khoan. Khi đổ đầy nước, trọng lượng của giàn khoan có thể đạt đến cả 100.000 tấn. Nhưng như vậy cũng không đủ để làm nó có thể đứng vững chắc chắn trên biển. Nên các kỹ sư đã sử dụng trụ hút làm cho giàn khoan tạo ra một lực hút với đáy biển, giúp giàn khoan ổn định hơn. Thí nghiệm nhỏ này sẽ giúp các bạn phần nào hiểu được nguyên lý hoạt động của các trụ hút này. Chiếc ống trong suốt này giống như một trụ hút của giàn khoan vậy, chỉ là trụ hút của giàn khoan sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng nguyên lý hoạt động thì chúng tương tự nhau. Đầu ống được bịt kín và có một van khóa, sau đó dùng một số lớn chất đầy bùn đất để mô phỏng đáy biển. Tiếp theo, ấn mạnh ống xuống bùn, nhưng vì miệng ống được bịt kín nên sẽ có rất nhiều không khí bị nén bên trong. Vì vậy, rất có thể ấn nó xuống sâu hơn nữa, nhưng khi mở van khóa ra để xả hết không khí bên trong thì rất dễ dàng ấn nó xuống. Tiếp theo, đóng van khóa lại, lúc này gần như không thể rút ống lên được bởi vì nó đã bị hút chặt xuống đáy biển. Đây cũng chính là nguyên lý hoạt động của trụ hút. Có tất cả 19 trụ hút như thế này, mỗi trụ đều cao gần 40 mét, chúng sẽ giúp giữ chặt giàn khoan dưới đáy biển. Cho dù con sóng cao 30 mét đi nữa cũng không thể làm giàn khoan lúc này.